Bỏ em người ta mình mà nghĩ hồi xưa tình. Giờ mình không có chơi qua đường, bây giờ mình đi mình chơi qua thường thử em tính kiểu one night stand kiếm con mèo nhỏ này mình đó mình đúng cho rồi, nó qua đường cái nào nhưng mà tự nhiên cái bắt em xác định mối quan hệ anh đó là xưng hô sao vẫn chị em chị nha em vẫn chị không? Em thích chị đó em thích chị nhưng mà không phải người ta nói mà cái đó là em nói mà em nói mới có câu đầu thôi vợ em vô tri quá em giận quá em không thèm nói câu sau luôn em quê là nghe dạ đúng đúng nhỏ này làm nhỏ quê hoài quê nè rồi không em chuẩn bị rồi em chuẩn bị thay Simi rồi em sẽ làm một cái bộ vest tông màu hồng cho chị vừa lòng nha chị em mình cùng chơi tông hồng hết đi em ok chị rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng son xin chào hai bạn ngồi sau hai không? Bạn rất trẻ nha mời hai bạn giới thiệu về mình dạ em tên là Thu Hương ạ dạ năm nay em 28 tuổi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn em cũng làm bên giải trí em quản lý nhân sự của công ty giải trí về lĩnh vực live stream dạ em tên là Thế Anh em sinh năm 99 em làm việc hiện tại là lập trình viên làm cho kỹ thuật viên cho công ty cũng là công ty giải trí thì công ty đó vợ em quản lý đó là hai vợ chồng giỏi giang quá ha như vậy là Hương là sinh năm 95 bạn này 99 cách nhau 4 tuổi trời nhưng mà nhìn hai bạn thật sự không hề biết là cái tuổi tác nó chênh nhau như vậy đó tại thực vì sự rất là nhìn thấy anh già hơn đó, đó là em định nói đó nha bé Hương có cái nụ cười rất là trẻ con rồi, đó giờ... là bây giờ gặp ai cũng phải cười nghe chưa thôi giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè em gặp thấy anh ở Đà Lạt lúc đầu em tưởng là cha Đà Lạt ví dụ mà có cưới luôn thì lên trên đó ở thích không khí trên đó nhưng mà không phải em lầm ạ các bạn đi lên trên đó gặp nhau trong một cái trường hợp nào dạ em là có một thời gian là em làm việc ở Đà Lạt em làm nhà hàng khách sạn ở trên Đà Lạt trong quá trình đang công tác ở Đà Lạt thì bạn này lên chơi mà bạn này thì là người quen bạn của bạn em mà gặp nhau có cảm tình không nè nếu mà theo cái kiểu em nói mà cái thời điểm đó mà em nói với vợ em là lúc đó là anh gặp em thì bị sét đánh có một câu khả tính nó vô tri á mà kiểu nhắn tin á là lúc đầu xin chị em chị trước là em bị sét đánh cái em quay qua em trả lời là ê thằng này sét đánh là sống chắc cũng gì lắm mà sét đánh không chết hả kiểu vậy á là không có hiểu sét đánh kiểu mà giống như là trời nó không tha tức là bé vợ còn vô tri hơn bé chồng bé chồng là lối mòn nha gặp ai cũng là ồ trời ơi anh gặp em bị sét đánh, xét đánh. Bé vợ thì là thôi anh sét đánh không chết luôn á giống như vậy đó 89 gặp 90 đó cái tự nhiên im re luôn mà sau này rồi mới nói là lúc đó anh định nói vậy đó nhưng mà kiểu là thả thính á nhưng mà tại vì em không hiểu cái anh quê quá anh im luôn Hương á dạ. Có ấn tượng gì với cái bé này không không hồi xưa giờ em quen cũng nhiều người lắm nhưng mà không có phải gu của em không ấy là mấy cái người khác không phải gu nhưng mà Hương gặp cái là Hương biết là baby hơn mình rồi đúng không đúng rồi biết em gọi cho bạn em á em kêu là ủa đang đâu vậy cái kiểu thì lại bắt máy mượn điện thoại bắt máy là nghe nè em cái em cũng cục xúc nữa em á ai em biết là chắc chắn là bằng hoặc là nhỏ hơn bạn em thôi chứ không thể nào mà bằng em hay lớn em mà xưng em bằng em rồi nhưng mà lúc mà ra gặp á thì em kêu họ là em sinh năm mấy tại vì em á là em xích đang kiếm một con mèo lớn là 87 nhưng mà không có nhưng mà thì gặp con mèo nhỏ con mèo lớn mèo nhỏ cũng là mèo đúng rồi là cũng là mèo. Mèo cũng hợp tuổi nhưng mà đoán có đúng hay không nha những người kia là không hợp gu em nhưng mà tự nhiên con mèo nhỏ này nhìn vô là hợp gu em liền dạ, đúng không dạ, đúng. Nhìn một cái là thấy là thôi chết rồi đúng gu nhưng mà hợp gu chỗ nào Doctor Network mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình ý là ngoại hình đó cao ốm nhìn dạ đúng rồi kiểu nhìn lên vô là kiểu cười á nụ cười nhìn là thích liền đây là gu của em nhưng mà em không phải gu của đây vậy không phải gu luôn rồi gu của em là cái gì nói chung là nó cũng nhiều nhưng mà nó không phải như này em cũng không biết giải thích sao nhưng mà có bạn cao ốm còn có bạn thì nhỏ nhỏ con kiểu vậy nhưng mà bạn này thì nó thuộc dạng là cao giữa mà đó. Đầy đủ rồi đến khi nào thì bắt đầu hai đứa mới có cảm tình với nhau lúc đó em vẫn còn làm ở Đà Lạt thì bạn này lại lên nữa đi Đà Lạt hoài luôn hả đúng đi rất nhiều mà tới cái chỗ đó ăn luôn
Không, tới cái chỗ đó ở luôn hay là tới cái chỗ đó là này đi là có hẹn phê. Có hẹn trước ạ. Là hẹn với em đúng không? Dạ dạ đúng. Rồi bây giờ hỏi thẳng mặt luôn chứ đừng có đoán nữa đúng không? Cái lần này lên là chắc có lẽ là bởi vì kết cái anh mèo con này đúng không? Dạ cũng không có nghĩ gì luôn. Lúc đó là em stress quá công việc rồi tùm lum đủ thứ hết. Là lúc đó kiểu cũng đang trong giai đoạn là thích tình nữa. Không mình bỏ người ta nhưng mà mình vẫn thích tình. Nếu kiểu là mình không mất niềm tin vào tình yêu. Bỏ em mình nghĩ hồi xưa tình. Giờ mình không có chơi qua đường. Bây giờ mình đi mình chơi qua thường thử. Em tính kiểu one night stand. Kiếm con mèo nhỏ này mình rồi, cho nó qua đường cái nào. Nhưng mà tự nhiên cái bắt em xác định mối quan hệ anh. Đó là xưng hô sao? Vẫn chị em chị nha. Chị em vẫn chị không? Em thích chị đó. Em thích chị nhưng mà không phải người ta nói mà cái đó là em nói. Mà em nói mới có câu đầu thôi. Vợ em vô tri quá. Em giận quá, em không thèm nói câu sau luôn. Em quê là quê là nhỏ. Dạ đúng. Nhỏ này làm nhỏ quê hoài. Quê nè. Rồi sao? Rồi tự nhiên không lẽ giờ tắt điện rồi sao nói được với nhau? Trong tâm lý em nghĩ là qua đường đó bây giờ sao cũng được kiểu như vậy. Mà không, bây giờ chị phát xác được mối quan hệ với em. Tôi với chị là gì? Dạ đúng rồi. Rồi em có trả lời không? Em im thôi, em lúc đó em rồi, em sao suy mà nói nghĩ được? Em lúc đó cũng khoảng tối rồi mà lúc đó là thuê khách sạn ở xa xa chứ không có ở ngay trung tâm Đà Lạt. Mà em kêu thôi đi mình đi mua chai su chu về mình uống được không? Em nói còn để mình ấy được không? Mình dặn dị xíu. Đúng rồi, nhưng mà không, giờ này mua ở đâu không? Bây giờ phải vậy đó, phải quyết định đi, quyết định liền lúc đó. Em có xác nhận mối quan hệ không? Em xác định chứ. Sao em xác định sao? Cái gì tới miễn cái đó tới là, đó. Chúng ta chắc là miễn cưỡng xác nhận, miễn cưỡng xác định mối quan hệ. Nhưng mà lúc đó bà xã nói xác nhận sao? Đó anh đang muốn nghe cái khẩu ngữ của bạn ấy. Em nói là giờ mình phải xác định nó rõ ràng. Thì mình mới tiếp tục được. Kiểu ý là vợ em là kiểu ngậm ngừ ập ừng nhưng mà kiểu cuối cùng cũng miễn cưỡng là thì có được cái kiểu vậy. Được rồi, bắt đầu là tới luôn. Tụi mình là yêu nhau ha, tụi mình tìm hiểu nhau. Dạ. Là người yêu của nhau. Rồi sao, hấp dẫn không? Lúc đó là em không còn stress nữa. Em không stress nữa, em về em rất yêu đời. Bạn bè em là thấy em khác hẳn mà một tháng em lên Đà Lạt 5 lần. Trời ơi. Cứ cuối tuần là em đi Đà Lạt, Đà Lạt. Rồi bao lâu thì em mới về Sài Gòn em làm việc? Lúc mà em quen bạn này là tháng 12. Thì khoảng tầm tháng 3, tháng 4 là em về hẳn Sài Gòn để em làm việc. Mà trước đó là em cũng có dự định rồi. Nhưng mà gặp bạn này thì nó sớm hơn tí nữa. Bây giờ mấy đứa cưới nhau được bao lâu rồi? Này mới vui nè. Dạ, cưới được tháng à. Rồi mà nó son quá vậy. Dạ. Đó. Đó. Rồi giờ nó nghe nè, giờ về rồi. Đó, có bao nhiêu cái tật xấu nó có lòi ra không? Hai đứa không bao giờ cãi nhau cho tới cái khoảng thời gian gần cưới, lúc đi phát thiệp á, bắt đầu mới cãi nhau. Lúc nào cũng tự hào với bạn bè là trời ơi, hai đứa tao quen nhau vui lắm mà không. Tất cả bạn bè đi chơi với hai đứa lúc nào cũng khen là hai đứa là em tự hào hay nó tự hào, cả hai đứa đều tự hào luôn. Mà bạn bè cũng tự hào là đi chơi với hai đứa này vui, kể tùm lum chuyện anh gì dời ngày cưới rồi in thiệp cưới cái gì cũng nói chung là không phải gọi là cãi sùm hay là giận nhau gì hết, chỉ là có tranh luận. Thì em mới nói anh ơi em mệt lắm, nói chung là tính em thì cọc mà quen anh thì em đã kềm lại rồi, anh thì anh cứ lên đên sao ấy, kiểu gì á. Kiểu em là không có tinh tế á, em cứ bình thường thôi. Thì kiểu vợ em muốn cái gì thì ít ra phải nói với em, mà kêu em hiểu là em không có kiểu tự động hiểu được. Phải nói ra, phải nói rõ cái mà mình cần á. Xong rồi ok em muốn anh hỏi han rồi, em thì em muốn anh hỏi cái gì em hiểu. Em có mệt không? Rồi từ đó thì sao, ngày nào cũng cứ khoảng tầm nửa tiếng một tiếng cái em có mệt không? Cho nên là bà không thích. Rồi bây giờ còn tật gì nữa không? Lập trình mà cái kiểu cứ từ từ thông thả. Một đứa thì vội, hai đứa em nó cứ rất là nghịch nhau luôn á, nghịch rất nhiều thứ. Vậy mong mối không mong muốn thì đây là cái gì cũng phải nói, cái kiểu em là muốn có cái gì là em phải nói chia ra. Sẻ với em. Dạ đúng rồi đó. Cái kiểu là nghĩ nhiều á, bị giả xong rồi cứ nghĩ không à. Hồi giờ tới em đó, cái phần này là cái phần mà em mong muốn nhất khi lên chương trình đó. Rồi nói đi nào, nói đi nào. Ngồi gặn ngồi cho nó gọn ghẽ để em nói cho nó chuẩn chỉ. Vợ em là một người thuộc dạng là siêu nóng tính, làm việc thì là kiểu siêu lập khuôn á, kiểu nó phải đúng chuẩn chỉ, là từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 phải đúng như vậy, nó không có được nhảy bước. Còn riêng em là làm sao làm để cho nó có cái số 4, có cái kết quả là được, vẫn giao đúng deadline cái thứ, nhưng mà vợ em không, nó bị cứng nhắc ở chỗ đó. Làm việc thì hay ôm việc vào người nó nhiều quá. Mình làm thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn vợ em làm luôn việc của 3 người, 5 người, 7 người. Có bao giờ share với những cái điều đó với em không? Có share với em nhiều. Và em cũng là người chứng kiến cái việc đó hàng ngày. Nên kiểu vợ em nó cũng bị stress. Nhưng mà em
chỉ có khuyên dạy một cái thôi, là mình làm đúng cái bổn phận của mình. Nếu mà mình thêm được cái nào thì mình thêm, chứ không phải cái gì mình cũng thêm vào hết. Tự làm cho con người mình nó mệt á. Kiểu đi về nhà mà ăn cơm mà vẫn phải làm việc, anh hiểu không? Em thì em chỉ muốn là ăn cơm thì hai vợ chồng ngồi với nhau ăn rồi nói chuyện với nhau, chuyện ngày hôm nay hay là sau đó hay sao đó thì nó vui thôi, chỉ cần nhiêu đó thôi. Tụi em cũng mới vào làm á, thì nên do vợ em phải có nhiều thứ, thì em chỉ muốn bớt cái đó lại xíu thôi. Chị hiểu nè, thực ra cái quản lý về con người nó phức tạp lắm, chứ nó không có bất kỳ một cái công thức nào. Chủ yếu người ta vận dụng cái đầu óc nhiều về cái đắc nhân tâm nhiều hơn. Có những lúc á, mình phải uyển chuyển, có những chuyện á, không phải của mình nhưng mình vẫn phải làm. Làm để làm gì? Làm để chứng minh. Chẳng hạn như chị nói ví dụ thôi, bạn này á, mình cái công việc của bạn nhưng mà bạn cứ nói khó nè, em làm không được, hoặc là em không hiểu, hoặc là em thấy nó sao sao các thứ. Được rồi, nếu mà em làm không được nhưng tôi làm được, là mình lại phải làm để chứng minh cho bạn ấy thấy là bạn ấy sai. Nó khổ như vậy là tại vì thì tất cả những cái điều này á, là tại vì chị cũng quản lý con người, chị biết. Và ông xã cũng nói giống như là Cưng nói vậy đó, có nghĩa là có những việc gì em bỏ được thì em nên bỏ để giữ sức khỏe cho mình. Nhưng mà hơn ai hết mình hiểu được là cái nào mình bỏ được và cái nào mình sẽ không thể bỏ được. Không có ai khùng điên mà đi muốn chuốc những cái cực khổ vào bản thân mình hết. Chia sẻ với nhau thật nhiều hơn nữa để có thể là cùng với nhau để mà giải quyết mọi thứ. Xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ. Là cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Hello hai vợ chồng. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Thúy Tiên, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa em đều làm sáng tạo nội dung và em có một quán nước riêng. Quán nước quận mấy vậy? Dạ, Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Ngày mai tôi lên Tân Bình nè, ở khúc nào giới thiệu luôn đi. Dạ, khúc Âu Cơ. Mà ông hỏi nước gì chưa mà ông chưa gì rồi ông... Không, chắc nước mía hoặc nước ép hoặc là hay vậy. Trà chanh giả tai. Không có trà chanh giả tai mà có nước mía. Mà nước mía. Nước mía. Đấy. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Nhật Tuấn. Em sinh năm 97. Em làm huấn luyện viên thể hình. Với lại sáng tạo nội dung chung với vợ của em. Thường thì mình sáng tạo nội dung thì mình làm những video clip gì nè? Video clip đời sống, đời thường của cặp đôi thôi. Bởi vì người ta thể hình cho nên phọt phiết đâu đó rõ ràng. Chị thấy em cũng thể hình mà, dân thể hình mà, nhìn là biết dân thể hình rồi. Đó, tập tạ cách đây hai mấy năm rồi đó. Rồi sau đó là luôn luôn á. Quá là giữ gìn được vóc dáng. Bây giờ quay trở lại chính nè, câu chuyện chính nè, hai chồng sao mà quen nhau được vậy? Lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng về cái hình thể của ảnh không? 6 năm trước là ảnh chưa có được như giờ. Bị teo quá anh. 6 năm trước là tụi nha em quen nhau trên app hẹn hò. Là năm đó là mình 18 tuổi đó ha. Dạ. Trời ơi. Sao thấy ổng ấm tông ấm teo mà sao không thích ổng? Không, tại lúc đó ổng chụp cái mặt ổng lên là ngầu lắm. Thấy cái mặt thôi không có thấy cái người. Đúng rồi, thấy cái mặt thôi, còn trắng đen nữa. Để đầu chọc mà mặt trắng đen thì em nhìn rất là giang hồ. Mà thích cái gu. Cái gu ổng cũng tin em trước. Lúc đó là giờ nghỉ trưa trong giờ làm thì... Lúc đó em làm gì? Em phụ gia đình bán phụ tùng xe. Thì rảnh quá em ăn cơm xong thì em ngồi em lướt thôi. Thì lướt trúng bả. Cái bả cũng lướt trúng em luôn, rồi em say hi với bả rồi nói chuyện qua lại. Mấy bữa sau thì gặp nhau trực tiếp? Dạ, chắc tầm 3-4 tuần sau thì em chủ động hẹn vợ đi coi phim. Nhưng mà anh hỏi nè, khi em nhìn hình bạn này ở trên cái trang đó thì em có ấn tượng gì về cái khuôn mặt của bạn không? Lúc đó thì em chỉ cần nhắn tin chịu trả lời là được. Trời, cũng dễ dãi quá, em cũng dễ dãi ghê luôn á. Tại vì có mình vợ em là chịu trả lời tin nhắn em thôi. Trời ơi. Ai biểu cặp chọc đầu. Là chọc đầu đúng không? Mình thì không phải chọc lắm, đầu vậy? Đinh. Đa phần phụ nữ không thích người chọc đầu đâu em. Đó. Nhưng mà ổng gài em á. Ý là em kết nhắn tin trên đó thì nó không có tiện nên là em xin Facebook. Thì lúc đó ổng có một cái status ghi là đó giờ chưa xem kịch ma thì em mới vô em rủ đi coi. Coi ma đâu, sân khấu dần hả? Sân khấu nghe Cao Thắng hồi xưa, bây giờ nó đóng Đại Đồng, Đại Đồng, giờ đóng cửa. Đại Đồng. Có đi coi không? Có. Rồi tại vì nè? Vé kịch ma nó hơi lâu nên là tụi em đi coi mẹ phim trước. Nhưng mà lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thì sao nè?
so với hình ảnh mà chúng ta coi trên avatar? Lúc gặp nhau là tại vì gặp trên mạng nên là em không có tin tưởng lắm. Em tới mức mà em phải kêu một ông anh ở nhà để mà canh điện thoại em á, để có gì em gọi điện là phải kêu ra rước em về liền. Mà đã vậy còn trọc đầu nữa. Em tính đi hai xe mà hôm gặp á là đã có tóc chưa? Dạ rồi, có một xíu rồi. Ủa nhưng mà lý do gì để cái hình trọc đầu vậy? À, so em tưởng vậy là ngầu anh. Tưởng vậy là ngầu anh. Em tưởng vậy là ngầu. Dạ. Rồi sao? Lúc mà gặp thì sao? Lúc có bất ngờ thì... không? Cũng bất ngờ, tại vì nhìn ảnh... Bất ngờ nghĩa là bất ngờ theo hướng tốt hay là hướng nó kiểu không nhìn tốt. Ảnh bụi đời quá. Đó giờ chưa có gặp ai mà quen ai mà kiểu bụi đời giống vậy. Vô rạp xem phim là anh có làm gì mà thấy mình cảm thấy là trời ơi ghê quá không? Dạ không. Rất là chuẩn chỉnh đúng không? Dạ đúng rồi. In Google Google. Dạ. In Google. Sao vậy em? Sao vậy? Dạ thì... Ngầu lắm mà. Lúc đó em chỉ xác định là đi xem phim thôi. Vui vẻ rồi. Nhưng mà em nhìn bạn này, nhìn cái hình thể bạn này là em có kết không? Kết chứ anh. Kết rồi. Rất là cá tính. Chắc là kết rồi cho nên là mới ráng kềm hãm lại nên để chứng tỏ mình là người đàng hoàng đúng không? Để mình ghi điểm chứ. Rồi sau buổi đó là về là có cảm tình rồi đúng không? Dạ đúng rồi, sau buổi đó về là nhắn tin còn đàng hoàng quá mà. Dạ. Rồi bắt đầu với cú chót nè, là tới đi coi kịch ma. Đi coi kịch ma nhìn bự con vậy thôi chứ mà sợ ma. Là mỗi lần mà làm một cái âm một cái là ổng leo lên người em ngồi. Không, trước khi vô xem kịch là ổng phải đi qua bên kia ổng mua cái kem mà có cái ống mút á. Để sẵn mà anh ăn kem xong mình còn có cái đồ để mình bóp mình mút á, mình sợ á. Rồi, thấy thương quá vậy. Người đứa con mà sợ ma ấy. Trời ơi, vậy mà chưa coi cái người vợ ma bên tôi ha. Chuẩn bị đi coi đi nghe. Trời đi ơi, coi đi rồi thấy cảnh. Trời em có la không? Dạ không, em bình thường. Trời em men quá. Đúng em rồi. Ngồi hàng đầu, nó rủ ngồi hàng đầu mà ổng la không à. La xong núp vậy nè. Vậy hả? Mà sợ thiệt đúng không? Không, anh em diễn thôi. Ghê thiệt, ghê thiệt. Hai lần rồi, một lần xem phim người ta giả bộ cũng không nhận ra. Lần đi coi kịch giờ người ta giả bộ. Bây giờ mới biết đúng không? Ra. Trời ơi. Quý vị thấy chưa, vợ chồng son của tụi tôi nó có những cú twist ngoạn mục dữ lắm. Nhưng mà như vậy có nghĩa là đi coi kịch về xong là coi như ngã gục đó đúng không? Dạ đúng rồi. Phải nói là không còn gì để nói nữa rồi. Đây đúng là cái người mà mình phải trao thân gửi phận rồi nè. Đúng không? Rồi hai đứa yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau nếu mà tính Noel này 6 năm. Là 6 năm. 6 năm. Mà các em cưới nhau bao lâu rồi? Cưới nhau hồi đầu tháng 12. Ủa là mới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó son dữ rồi ta. Trời ơi, son quá trời. Wow. Son rồi. Nhưng mà nè, trong 6 năm đó giữ mà có giữ trọn vẹn cho đến cái ngày đám cưới không? Tụi em có gây lộn một lần. Tại lúc đó em áp lực công việc quá nên là em cũng suy nghĩ không tới. Cái em mới nói là thôi chắc mình dừng lại để em tập trung làm hơn. Và lúc đó vợ em thì không có chịu, nói anh không có tư cách chia tay tôi. Ôi, tại sao em lại nói câu đó hả nhỏ? Tại vì nếu mà nói chia tay trong cái lúc mà mình đang giận thì nó không đúng. Nó không có chín chắn nên là em không chịu. Rồi chia sau tay khi... phải là tôi chia tay chứ. Đó. Rồi sau khi nghe một cái câu nói của bạn mình nó nặng như vậy thì với bản lĩnh của một người đàn ông dai u thịt bắp, em cảm nhận như thế nào? Mới đầu thì em thấy hơi thất bại nên là em phải cố gắng em suy nghĩ lại, rồi em tìm cái hướng đi mới trong công việc của em làm. Để em thay đổi rồi em ổn định lại trước rồi. Và em đang quyết chí vào cái con đường vận động viên thể hình đúng không? Dạ. Và em thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn. Dạ đúng. Nếu như không có vợ em thì em cũng không làm được. Tại vì tất cả những cái gì mà liên quan đến em, sự nghiệp của em đều có vợ em trong đó hết. Tức là vợ khuyên đi theo cái nghiệp thể hình ha, hay sao? Dạ đúng rồi. Quen em xong khoảng một năm là đi học làm vận động huấn luyện viên. Huấn luyện viên xong làm có tầm 2 năm là bắt đầu thi đấu. Vì trước đó là em đã phải tập thể hình rồi. Dạ đúng rồi. Thì trước đó thì em kiểu coi như là cái thói quen hàng ngày của em đi thôi. Tập cho khỏe thôi em đúng ai, không? Dạ. Cái đợt mà em nói em chia tay là do em thấy em bấp bênh công việc. Bấp bênh quá cho nên phải lựa chọn. Kiểu như em thì em không có thích nhờ vào gia đình của em không có thích phụ thuộc. Em có thì em xài, không có thì thôi. Nên là lúc đó em rất là muốn đi học. Đi học thêm để lấy kiến thức về cái ngành này để mình làm. Thì lúc đó em cũng không có tiền. Vợ em đi làm tăng ca nhiều hơn để cho em mượn tiền em đi học.
Ồ, lúc đó vợ làm nhiều thương đó. Lúc đó em làm phục vụ của quán trà. Ôi thương ghê. Xúc động không? Kể tới chỗ này xúc mà động. Mà biết sao mới có nhỏ mà mới có 24 hai... Bây giờ là mới có 24 vậy. Lúc đó là mới 20, 21 à. 20, 21. Trời cưng quá vậy ta. Trời. Vậy là nhỏ này 21 nó giàu lắm đó nghe. Đó. Đầu tư xin lãi mà chị. Hả? Mình phải đầu tư xin lãi chứ. Nó đi đó lãi rồi đó. Đầu tư trước cái giờ tiền về em hết. Lãi nó cái đầu nó ghê lắm á. Ghê quá. Đầu tư tưởng tượng 10 năm nữa thì nó sẽ như thế nào nè. Đó. Trong suốt những cái chặng đường mà bạn này đến với cái nghiệp huấn luyện viên thể hình đó. Dạ. Thì em chẳng những là cái người đầu tư cho bạn ấy, còn là những người đồng hành, cổ vũ cho bạn ấy trên mọi đấu trường đúng không? Dạ đúng rồi, em nấu ăn, em đi theo. Tại vì những cái lần mà siết thi đấu là rất là cực. Ăn uống thì không giống như người bình thường, với lại nó cũng tại gần thi là bắt đầu phải cắt nước rồi phải đủ thứ hết trơn, nó rất là cực. Hay là những lúc đó là đuối nhất luôn á. Nhưng mà lúc đó là hai đứa ở chung chưa? Dạ chưa. Nhà ai nấy ở đó? Dạ đúng rồi. Sao không sống thử? Sống thử mới cách đây hồi đầu năm trước. Là trước đám cưới là khoảng 6 tháng là mới bắt đầu sống thử. Sống thử xong thấy vui không? Dạ vui, tại nó y chang bình thường á. Tại vì tụi em cũng hay đi du lịch với nhau á. Bình thường sao thì về sống thử cũng y chang. Khi mà sống thử với nhau á, dạ, thì coi như là giống như là mình đã về chung một chỗ rồi. Thì bạn này cũng lòi ra tật xấu gì không? Dạ em thấy là có tật xấu nhưng mà trước đó nó đã thể hiện ra rồi. Ví dụ tắm đúng không là sẽ để đồ hết trong toilet. Không có dọn. Còn mỗi lần mà chơi game là giống như là bị điếc vậy, cô kêu không có nghe. Không nghe ai nói gì hết trơn. Lát hồi mới hỏi lại. Tức là giả điếc khi thực hiện đam mê. Đó đúng rồi. Giả điếc hay lắm. Sao? Hay trốn việc lắm. Trốn việc. Ví dụ mỗi ngày là con ra mỗi việc là khoảng 5 công việc như vậy đi. Hay giờ ví dụ làm ba cái thôi. Ví dụ như quay, ví dụ như bán nước mía nè, ép nước mía nè thì là có xung phong ra ép không? Kêu mới làm. Ờ. Ví dụ nhà một ngày là con em lập ra 5 công việc đi, làm ba thôi. Ví dụ dắt chó đi tắm hay gì đó thôi, mai dắt cũng được em, nên mình hơi bận. Không thấy bận gì hết trơn vậy. Giả bộ bận đúng không? Đúng, thiếu lợi đó, Thiếu, mà nghe hôm sau cũng làm về qua nữa. Có ghen tuông cọc cằn gì không? Không có ghen, chỉ là sáng dậy là ngủ là hay cọc thôi, ngủ dậy thì cọc. Cọc ngủ á. Tại ngủ chưa thẳng giấc. Mới ngủ, không thẳng giấc hay không thẳng giấc thì cũng dậy. Người á, lúc ngủ dậy là cọc à. Con nít cũng vậy đó thiệt. Vậy hả? Còn gì nữa không? Có sợ sợ dán. Trời. Chà. Cái đó sợ thiệt nha. Cái đó không. Sợ ma là sợ dạo. Sợ ma là diễn thôi. Chứ dán em sợ thiệt. Có câu chuyện nào về vụ sợ dán em kể cho anh nghe. Bữa là như đám cưới của anh họ, họ bên chồng em qua treo mấy cái đồ mà trang trí nhà cửa đó. Xong cái con dán bắt đầu nó đi. Hồi nó bay cái là ông chạy ra ngoài trước. Ông bỏ hết mọi người, ông chạy trước. La vừa chạy vậy đó. Rất là sợ. Sợ lắm. Cưng mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ em không mong muốn thay đổi gì hết. Em chỉ mong muốn là phát triển hơn trên con đường sự nghiệp thôi. Gặp tôi kêu em mong anh đừng sợ dán. Chết liền á. Một cái điều mong không bao giờ. Tại vì em nghĩ là có những sống với nhau thì trừ những cái khúc mà lừa dối ngoại tình, xúc phạm tới gia đình hai bên. Ê. Với lại đánh đập, những cái chuyện lại là nhỏ hết. Đối với em là vậy. Ok, nghe. Rồi tới bạn đó, chắc không có tật xấu gì đúng không? Dễ thương quá trời quá đất mà. Thì này là mẹ của em. Mẹ yêu. Xưng đây mẹ, còn em là bí bò. Sao vậy bộ hay đàn áp em lắm. Đúng rồi. Dạ không thì nói chung thì vợ em làm hết cho em để em yên tâm em đi làm. Nói chung là em về tới thì chỉ có tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi. Nên là em thương vợ như... Không, em ơi, em lạc đề rồi. Nói chung em lạc đề nghe. Nhưng mà nếu vậy con nhỏ này nó giỏi quá. Giỏi. 24 tuổi mà quá giỏi. Quán xuyến từ việc nước tới việc nhà. Dạ. Đảm đang. Trời ơi. Của hiếm nha, hàng hiếm nha. Dạ. Nhưng mà cái đó ai cũng biết rồi. Bây giờ nói những tật xấu đi. Tật xấu hả? Có ghen không? Ghen thì không có. Không ghen luôn. Tại vì tụi con không có ghen nhau. Trời nhỏ này nó hay quá ha. Hay. Ồ, chồng vậy mà không ghen luôn. Tại vì em thấy là em có giá trị để chồng em không đi được với người khác. Rồi nhưng mà coi chừng bị lạc đề nữa. Nhập đề đi. Có những cái tật nào mà em cảm thấy nó khó chịu không? Cọc cằn, nóng tính không, thương con nó. Nhiều khi nói em sao chứ quay lại bả cũng y vậy.
như tắm để đồ trong toilet á. Nói xong rồi lát hồi tới em đi tắm cũng tới bả để đồ. Vậy là tôi hiểu rồi, hai đứa lây nhau chị à. Nó lây, nó lây người nghĩ tới thân người ta nó đến thì đần mặt ra đó, cái đó. Đó đó nó lây đó chị. Chà vậy mai mốt chắc đứa nhỏ con em nó đi dọn đồ cho hai đứa. Bây giờ hỏi tôi qua cái mong muốn đi là đó. Biết liền là thật xấu gì. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Thay đổi điều gì? Nói chung thì em thương vợ em tại vì là thương cái con người của vợ em thôi, cho nên là vợ em có sao em cũng thương, không cần thay đổi. Dạ đúng rồi, không cần phải thay đổi. Mà như vậy nếu cho một cái thay đổi thì em muốn mong thay đổi điều gì? Tối ngủ đừng có lấn giường em dữ quá. Chỉ vậy thôi. Trời cái tướng như thế này mà bị nó lấn nữa hả? Bà lấn em ra ngoài luôn anh. Trang lấn xô đẩy hả? Em đâu có lấn đâu, không có lấn. Em ngủ sao em biết? Nó lấn ví dụ giường bự vậy thì em khúc về không gì. Thôi hai vợ chồng đáng yêu rất quá là son, thì thực rất sự là đáng yêu chút. Và cái nữa là anh rất là chúc mừng em đó. Là bởi vì em có một cô vợ ha, giỏi mặc quá. Dù còn rất trẻ nhưng mà rất giỏi. Và anh mong rằng là em cố gắng phấn đấu làm cho thật là nhiều tiền để chi vậy, để mà cho cái cuộc sống hai vợ chồng ngày ngày càng tốt hơn. Dạ đúng rồi. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Sao nè, hai chồng tự giới thiệu về mình đi. Ê sao sao cũng có phu thê nha. Dạ đúng rồi, nhìn có hai con mặt phu thê ghê luôn vậy đó. Chắc ở nhau lâu lâu rồi chị ạ. Bao lâu? Bao lâu rồi? Cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi. 12 năm rồi. Trời ơi. Em chào anh Tuyên, em chào chị. Em giới thiệu em là... Nói lớn lên đây. Em là Hiền. Bọn em ở Quảng Ninh. Vâng. Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 82, là đang khoảng 42. Chết tôi rồi. Em xin lỗi anh Hiền. Ủa vậy là anh Hiền hơn anh Tuyên mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Vậy là mình đổi lại xưng hô đi ha. Dạ. Rồi nói chứ Hiền, Hiền em giới thiệu lại đi. Tại vì biết sao mà hơi cái giọng hơi bị nhỏ. Em cứ thoải em mái. Em là Hiền, em ở Quảng Ninh. Em sinh năm 82. Là năm nay 40. 2 tuổi. 2 tuổi. Vâng. Rồi. Công việc chính của mình hiện tại bây giờ là ở ngoài Quảng Ninh hay là ở trong này? Em ở Quảng Ninh ạ. Bọn em ở Quảng Ninh. À. Vâng. Hai vợ chồng ở Quảng Ninh rồi bay vào trong này để ghi hình chương trình. Rồi. Mới bay vào tối hôm qua. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều chị lắm nha. Nhưng mà Hiền làm nghề gì ta? Em làm về nghề mỏ chị. Tức là ở ngoài đấy thì liên quan đến mỏ là tương đối nhiều ấy. Vì là nói chung là cái bình nói chung là kiểu dân ngoài đấy ấy, thì nói chung không liên quan trực tiếp thì sẽ liên quan gián tiếp đến ngành mỏ nói chung. Ngành mỏ. Và không làm cái này thì cũng làm cái kia liên quan tới mỏ. Đúng rồi. Tại vì là một cái mỏ nó hoạt động thì có rất nhiều cái công tác phụ trợ để cái mỏ nó có thể hoạt động đấy. Rồi em. Em tên là Phùng Dung ạ. Em hiện tại bây giờ thì em đang có một cái thương hiệu mỹ phẩm với thực phẩm chức năng. Thương hiệu của em thì cũng mới gần đây. Mới gần đây thì em mới có làm thương hiệu riêng. Vâng ạ. Tức là về gì? Về dạ. Da hay là về tóc? Về da, về mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng. Đấy ạ. Rồi Dung như tuổi rồi? Em sinh năm 1988. Năm nay là em 35 tuổi. 35. Dạ. Hai vợ chồng hơn nhau cái tuổi này cũng cân xứng ha. Dạ. Đó, hơn ngưỡng giáp chút xíu. 6 tuổi ạ. 6 tuổi là nửa con giáp ha. Nửa con giáp, dạ. Rồi sao nè? Sao gặp gỡ nhau hai đứa? Một đứa làm về mỹ phẩm, đứa làm về ngành mỏ thì sao gặp nhau ta? Mỹ phẩm hình như là mới làm đây thôi đúng không? Dạ. Trước đây thì là em học dược. Nhưng mà thực ra thì như em ấy thì không có được bố mẹ, nghĩa là bố mẹ ấy không có nền tảng kinh tế nhiều. Thì sau khi em học dược xong á, thì lúc đó thì cũng có cô em có nói là bây giờ học xong rồi thì đi về làm ở công ty, làm một cái công ty dược ở gần nhà. Thì lương nó vào đâu đó khoảng tầm gần 3 triệu. Thì em nghe thấy cái mức lương đấy và phải ở xa nhà thì em cảm thấy là chắc là mình không thể đủ sống được. Sau đó là em có rẽ qua em học và em làm về spa và làm tóc. Thì khi đó thì chồng em, nghĩa là tụi em quen nhau khi mà em làm tóc á thì chồng em là khách hàng. Tức là anh ấy đến quen cắt nhau. Tóc. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi là em là người cắt cho ảnh. Dạ. Đó và thế là chuẩn luôn nó chị. Cắt khéo không em? Cắt khéo không? Cắt được, ok chị ạ. Lần đầu tiên tới đó luôn hay là em đã tới nhiều lần rồi anh em trồng cây silicone này? Không, tại vì là trước đây là em đi làm thì em đi qua đấy. Đi qua cửa hàng thì là em ý là có biết là ở cửa hàng này là của ai đó chẳng hạn đấy. Là ý là mình biết trước đó rồi. Sau đó là mình vào như một khách hàng bình thường đấy.
Tức là có để ý rồi đúng không? Tức không, tức là để ý đấy là tại vì để ý đấy là có quán tóc như thế thôi. À, là vô tình tới để cắt tóc thôi, mục đích tới là cắt tóc chứ không phải là biết là vợ mình đã làm ở trong đó. Rồi vô tình là bạn này ra cắt cho mình. Ừ. Rồi lúc bé nó cắt tóc cho em thì lúc đó em mới để ý. Vâng. Đem kể coi lúc có đó có hài lòng không? có ạ. Tại vì là vợ em ngày đấy là kiểu quán ở cửa cửa hàng thì ở gần cổng trường phổ thông đấy, trường cấp 3 thì là khách hàng các bạn trẻ tin thì là cũng phải tương đối ổn thì mới có cái tệp khách hàng như thế. Thế là coi như em gặp, nhưng mà đến lúc bạn này bạn ra bạn cắt tóc cho em có thích bạn liền không hay là phải nhiều lần đến em mới thích? Nói chung là cũng có cảm tình chị ạ. Coi như là gặp gỡ đầu tiên là cảm tình đúng không? Lần đầu tiên gặp là anh đã bắt đầu thích bạn rồi. Không, nhưng cũng mà, có sơ sơ. Nhưng mà không dám, nhưng mà lúc đấy không dám nói gì đó. Mãi mấy ngày, 3-4 ngày sau em mới thấy gọi điện, nhắn tin cho em. Thì nghĩa là kể sau đấy có kể với em là lúc đi làm về á, là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại á. Sau 3-4 ngày sau sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Kiểu đi qua thì mình ngày đấy là đi xe máy đi làm qua thì nhìn thoáng thoáng đấy chị ạ. Thì là không nhớ hết được ngay. Anh em cũng chiến lược mỗi ngày nhớ 2 số. Đúng không? 4 ngày là 8 số. Ủa mà tại sao anh không ngừng hẳn luôn anh nhìn số điện thoại? Hay là anh sợ là gặp cô bé này không, là mình lại mất cũng cầu. Không hẳn là sợ mà là kiểu là cũng nhìn xong là không nhớ lần đầu không nhớ được thì thôi lại nhìn lần hai kiểu thế. Đến khi mà nhớ được xong mà mới quyết tâm là nhắn tin thì mới là nhắn tin ạ. Có những người ngộ lắm, nhiều khi đó là các bạn bên mỏ đó họ có một cái kiểu yêu như vậy đó, nuôi cảm xúc đó em. Thế nó cứ phải để dành cái cảm xúc đó, đừng có cho nó bung ra vội đó, cứ kiểu là nhấm từ từ cái cảm xúc đó, nay đi qua một chút đó, giữ cái thăng bằng vậy đó. Còn em thì sao, lúc mà em cắt tóc cho anh em đã thích anh liền chưa, hay là phải anh phải tán tỉnh một thời gian rất lâu thì mới đổ? Lúc đó có anh như là một khách hàng bình thường y chang như những người khác. Vâng, tại vì lúc đấy thì cũng chồng em thì bình thường không có hay nói đâu, thế là lúc đấy em cũng không có ấn tượng gì nhiều với chồng em cũng không nhớ được. Không nhớ được cho đến khi mãi cho đến khi làm quen thì dần dần gặp nhau thì em mới có ấn tượng. Thế là sau khi anh điện thoại cho em đó, anh điện thoại anh nói cái gì? Không, lúc đấy chỉ có nhắn tin làm quen bình thường thôi ạ. Thì đầu tiên cái câu đầu tiên, cái cuộc điện thoại đầu tiên mà anh điện cho em là anh nói cái gì? Bây giờ thì mười mấy năm rồi thì chắc là em cũng quên rồi, nhưng mà hồi đấy thì không có nhắn mét Facebook hay là Zalo gì đâu, mà nhắn bằng số điện thoại bình thường ấy ạ. Vâng, thì chắc nhắn tin xin làm quen bình thường thôi ạ. Tại vì có những người khi mà họ yêu mà yêu dại khờ nhắn tin rất lẩm cẩm em ạ. Va với vẩn. Cái này thì chồng em còn có một cái tập. Câu chuyện đấy này là về sau khi yêu nhau ấy chị ạ. Đúng rồi ạ. Thì chồng em nhắn tin dài nhiều lắm. Vâng. Dài lắm ấy ạ, còn có nghĩa là ngày đấy á thì chồng em có bảo với em là sợ là thay máy điện thoại á thì nó sẽ không còn những cái tin nhắn mà nhắn tin hồi yêu nhau nữa, mà đến lúc giận nhau thì không còn chuyện, nghĩa là không nhớ được lúc đấy mình yêu nhau như thế nào nữa. Thế là chồng em có bằng cái tin nhắn mà số điện thoại bình thường ấy, hai người nhắn với nhau ấy, thì chồng em có in ra hơn 700 trang giấy. Đó. Là những cái tin nhắn mà hồi bọn em yêu nhau ấy ạ. Đó, em thấy không? Thế là bạn này thì là yêu dại khờ và yêu rất là chân thành. Là cho nó thấm yêu từ từ. Đúng không? Từ cái cách mà đó, một ngày nhớ 2 số thôi, không cần nhớ nhiều. Rồi kệ cứ để đi. Đáng lý là người ta phải điện thoại liền, nhưng không kệ, cứ nuôi cái cảm xúc đó đi. Cái nào đủ rồi bắt đầu ha. Rồi bao lâu thì là bạn ấy chính thức mời em đi uống nước hay là coi phim để mà tỏ tình? Bao lâu? Cũng phải vài tháng chị ạ. 2-3 tháng gì đó. Rồi có lần đầu mình hẹn hò như thế nào hả anh Bình hả? Thì lần... là cũng anh là người chủ động. Vâng. Đợt đấy là em ở cũng không hẳn là hẹn hò, mà nói chung là gặp nhau để nói chuyện đấy, nói chuyện trực tiếp đấy chị ạ. Thì là em đợt đấy em đang ở nhà chị gái em, thì em có mời em có ý là rủ dê bạn ấy xuống đấy chơi thôi, xuống đấy nói chuyện thôi. Em cũng không nhớ là lần đầu tiên gặp nhau là ở đấy luôn. Tức là bé này á, trong lúc coi như là công việc nhiều quá, bé này hiện giờ là đang rất bận rộn nè. Trong đầu bây giờ nhớ mỹ phẩm tên gì thôi. Chứ còn cái chuyện yêu đương yêu đương là quên rồi. Còn bé này nó cũng lâu rồi ấy chị ạ. Nên là nhiều khi mình cũng không nhớ được nó chi tiết như nào ấy. Không, nhưng mà sâu đậm là vẫn nhớ nha. Em hỏi chị đi, chị kể cho nghe. Em qua đây em ngồi em hỏi chị đi. Không, tại vì là câu chuyện của em thì về sau nó sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ hơn là cái thời điểm yêu nhau. Bởi vì là
có những cái thứ mà nó vui vẻ thì là người ta sẽ không nhớ nó bằng những cái chuyện buồn. Dạ, bây giờ mình vô nè, mình đó, kể lại những cái thứ đó, đó nè. Đúng. Khi mà cho đến bây giờ ấy thì những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Lý do? Dạ. Thì ngày đấy thì em cũng không rõ lắm, nhưng có thể là mẹ em thì là muốn con dâu mình có một cái công việc gọi là ổn định á. Mà em thì lúc đấy thì em thì từ bé là em đã thích kinh doanh rồi. Là em cứ không làm việc, không làm nghề thì em sẽ buôn bán gì đó. Thì là mẹ chồng em chắc là có thể vì lý do đấy là không hài lòng lắm. Thì sau đó thì có không đồng ý cái chuyện của vợ chồng em. Và đến khi mấy năm sau vợ chồng em cưới nhau á, thì cũng là hai vợ chồng tự tổ chức. Đó. Thì đến bây giờ thì xem lại những cái ảnh cưới thì cũng không có mẹ chồng em ở trong đó. Vậy mà... đến bây giờ cái mối quan hệ của mình với bác gái ở nhà như thế nào? Đã. Bây giờ thì mẹ chồng em thì lại rất là chăm sóc quý con dâu nhất nhà. Quý nhất nhà luôn. Dạ. Rất là chăm sóc vợ chồng em. Đúng rồi. Đã. Nhưng mà em vậy thì lúc đó mẹ không đồng ý thì mẹ có nói lý do cho em nghe không? Theo em hiểu là mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em kiểu mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Thế nên là các cụ ngày xưa cái tư tưởng cũ ngày xưa là cứ phải làm công cơ quan việc nhà cố nước. Định và cố định cơ quan nhà nước, có kiểu dạng có công ăn việc làm ổn định, xong rồi lấy lương tháng đấy chị. Đấy thì đúng là rồi. Và... chứ ngày trước em biết các cụ ở ngoài Bắc á, là nhất là những cụ lớn tuổi rồi á, là những bạn mà như là buôn bán ngoài Bắc gọi là có buôn bán phe phẩy rồi đó. Cái kiểu vậy đó là các cụ không thích đâu, kiểu không ổn định đấy. Không ổn định á. Rồi như vậy là em khi mà em vẫn cứ yêu vợ rồi đám cưới với vợ như vậy á, thì khi không có mẹ không đồng ý á, gọi là giống như mình cãi mẹ vậy đó, thì mẹ có buồn không, mẹ có la em không hay như nào? Ngày đấy cái đợt thời gian đấy thì là em đi làm không ở gần mẹ. Thì tất nhiên là mẹ không đồng ý, là mẹ em là tỏ thái độ với em rất dứt khoát. Rồi anh cũng phải đắn đo suy nghĩ mới quyết định cưới. Mà trong cái tiệc cưới đó là không có bác gái nữa thì như thế nào? Chắc cũng phải khó khăn lắm đúng không? Mẹ có từ mặt không? Từ thì không phải là từ, nhưng mà nói chung là không kiểu không nói chuyện đấy chị ạ. Tức là ngày cưới thì là họ hàng có mẹ em lại không ở nhà, vì kiểu để tránh mặt đấy. Không ở nhà, xong là mọi người trong nhà có đi đón ấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. À, tức là cụ mất lâu rồi. Ủa giờ em lúc đó sao? Lúc đó thì cái cảm giác của mình có bị buồn hay tổn thương hay cái gì không? Phải có chứ đúng không? Em thì cũng có, nhưng mà kiểu xác định rồi ấy. Thương chồng em quá. Em cũng biết. Vâng, em cũng biết là nếu mà không như thế thì cũng không có cách nào khác nữa. Thế nhưng bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em thì cũng rất là thương em. Thì bố mẹ em thì nghĩ là đấy là lựa chọn của em. Và hôm đó là ông bà vẫn có mặt đầy đủ. Dạ, vẫn có mặt đầy đủ. Và cũng thấy là cái quyết tâm của chồng em nữa. Đấy là em cảm thấy là ý là may mà ở trong nhà có mỗi mẹ em như thế thì mình có thể vượt qua được ấy. Chứ ví dụ mà cả hai gia đình hoặc là họ hàng đó, anh chị em đấy, mà như còn thế thì khó khăn nữa thì lại mình lại càng khó khăn thêm. Đấy là còn có mỗi mình mẹ đấy. Như thế thì cũng nói chung là bây giờ thì cụ là bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ngoài 80 rồi ạ. Cụ ngoài 80. Thế hôm nào ta làm cái đám cưới bạc đi. Được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là 15... 12 năm. Nãy em nói là 12 năm đúng không? 15 năm là bạc đấy. À thế ạ. Ừ. Đám cưới bạc á. Ta làm cái đám cưới bạc đi. Nữa. Ừ. Dạ. Ui, cô yên tâm, cụ còn khỏe lắm. Mẹ chị là 84 tuổi, vừa mới sinh nhật cái đợt vừa rồi đây. Mà bà vẫn cứ phăng phăng đi bộ rồi tập yoga tất tật mọi thứ. Yên tâm. 3 năm nữa ta làm cái đám cưới bạc. Đấy, có cả con. Tụi em có con chưa? Vợ chồng em thì lại hiếm muộn ạ. Vậy 12 hả? Năm rồi. Vâng. 12 năm rồi ạ. Ủa nhưng mà năm nay em mới có bao nhiêu? 35. Em mới có 35 thôi. Ôi 35. Mình đã đi bác sĩ chưa? Nhà em thì cũng có chị ạ. Có đúng bác sĩ chưa? Nghĩa là có thể là kiểu nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Vẫn còn ok nha. Mình cái có đó biết là... được là do chồng hay do vợ không? Cho mỗi bên một tí. Mỗi bên một tí. Ai cũng có tí vấn đề. Sau chương trình này có con nha. Chắc chắn. Chắc chắn sau chương trình này á, chị nói nghe nè. Thực ra cái việc mà chữa hiếm muộn bây giờ nó không có khó nha. Chị nói thiệt, cái chương trình của mình á, tại vì nay không anh Bin ảnh bận á, anh Quốc Thuận ảnh bận, ảnh có
quen một cái người bác sĩ chữa hiếm muộn rất là giỏi luôn, rất là giỏi bác sĩ về về sản á. Như là mấy anh chị biên tập ở đây là có chắc có biết á. Em biết sao không? Chị sanh con bé Út nhà chị năm chị 42 tuổi. Đó, chị Trịnh Kim Chi á, là sanh cái bé Út của Trịnh Kim Chi là hình như là năm 46 tuổi á. Chứ không có ấy đâu, cho nên là em yên tâm, em mới có 35 thôi, đừng có lo. Chồng là mới có 42 tuổi, trời ơi đừng hiện lo. Tại bây giờ em cũng biết một bác sĩ trị hiếm muộn và em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng bạn em tới đó rồi. Sao đó đây em cô, giới thiệu cô Sông Hà. Vâng ạ. Cô, nhưng mà không biết là hai bạn anh Bình với bạn ở đây ở ngoài Quảng Ninh thì có điều kiện để vào trong này để mà thăm khám liên tục hay không, tại trị hiếm muộn không phải là một sớm một chiều. Đúng rồi. Nó phải có quá trình, phải theo dõi mọi chuyện như thế nào. Anh Hoàng Mèo với chị Đại Ngọc Trâm ngày xưa cũng rất là khó khăn trong chuyện có con, và khi tới cô đã khám và cuối cùng hai vợ chồng cô canh hết tất cả mọi thứ. Bây giờ theo chị là như vậy đi, em Tuyên á, em ngồi chỗ đó, cái chỗ đó cũng linh lắm á. Bây giờ em chúc hai anh chị này đi, rồi em hứa là em sẽ đưa số điện thoại của bác sĩ đó đến để mà cho hai bạn, cho anh Hiền. Không, thực sự là mới nói chuyện con cái này là thấy em khóc, là em biết được cái sự mong mỏi của hai vợ chồng rất là nhiều rồi. Thật sự là 12 năm mà chưa có con là rất thèm cái cảm giác có con. Và thôi bây giờ coi như là em thay mặt anh Điên, em ngồi ở đây. Em chúc hai anh chị sau chương trình này sẽ gặp những gì may mắn nhất, đặc biệt là cái chuyện có bé Bi. Hy vọng là anh chị sẽ có bé Bi trong năm nay, có kết quả càng tốt. Và nếu được có cơ hội thì một tí nữa anh em mình sẽ lấy số điện thoại nhau. Được thì em giới thiệu được cái gì em giới thiệu cái đó. Tại vì em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng hiếm muộn cũng gần cả chục năm. Và bây giờ bạn em đã có con và sanh đôi luôn nha. Đó, cho nên là yên tâm. Sanh đôi là kiểu nào mà IVF ấy? Không, tự nhiên. Sanh đôi xong và về đó có đà, bây giờ nó có đứa thứ ba nó hơn em luôn rồi. Cái chuyện á, bác sĩ người ta sẽ có rất nhiều phương pháp, em yên tâm. Có nghĩa là khi mà làm tự nhiên, mà ví dụ như mình về cái vấn đề nào đó mà cái tự nhiên nó không phù hợp, người ta sẽ chuyển qua người ta làm cái tự tinh trong ống nghiệm. Mà bây giờ nha, theo như chị biết á, thì những người giàu á, người ta làm cái hình thức đó. Em biết lý do, cho dù người ta sanh được nha, tự nhiên người ta cũng không thích luôn. Đúng rồi. Người ta, tại vì người ta chọn lọc. Em hiểu không? Người ta chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của cả ba lẫn mẹ để ra một đứa con khỏe mạnh. Phải nói là tuyệt vời đó. Cho nên là thực ra là chị thì chị nghĩ như vậy nha, chị thì chị không có chúc. Nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Tụi em bị vấn đề tâm lý nó rất là nhiều. Em biết tại sao không? Vì thứ nhất là ở vùng ở phía Bắc á, mà phía Bắc mà cái vùng Quảng Ninh hay là những cái vùng Nam Định hay những vùng quê miền Bắc, không phải Hà Nội nha. Là cái việc mà kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á, nó là một cái gì đó mà nặng nề áp lực nặng nề vô cùng luôn. Cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó, thứ nhất là mình bị áp lực từ bên ngoài vô, sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Từ bản thân mình, cái mong mỏi của mình càng nhiều thì cái áp lực của mình càng lớn, em hình dung không? Thì cho chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau, đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao? Trong đầu chồng cũng nói thôi cố gắng làm sao để mà có đứa con rồi. Vợ cũng trời ơi, giái trời giái đất làm sao mà bữa nay ông trời ông bà thương cho mình được đứa con thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa, tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết. Tại vì cái đó là không bao giờ có con được, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Cái chuyện mấy năm trời sau mới sanh á, là ngay là lúc đó là đã áp lực rồi. Đã áp lực, chết rồi, sao bây giờ mình vẫn chưa có bầu, chết đời. Là ngay từ đó là tụi em đã bị áp lực rồi. Có nghĩa là cách đây là 10 năm là trong cái quan hệ vợ chồng tụi em đã bị cái việc đó rồi. Thành nó không có, nó kỳ lắm. Cho nên theo chị nha, thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa Út năm chị 42 tuổi. Em 35, thời gian còn rất rất là nhiều. Ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình, cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi. Hạ chồng làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi, hiểu chưa? Rồi bên cạnh đó, nếu anh Tuyên anh giới thiệu với cái người bác sĩ đó thì coi như mình đi vào Sài Gòn chơi. Cứ nói là anh ơi, tuần này mình đi chơi nha anh nha. Ví dụ vậy, đến gặp bác sĩ xong xuôi rồi mình đi mình hưởng thụ. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Đúng một cái, sanh đôi, đương trai đương gái. Trời ơi, tuyệt vời. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà
tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng rồi đó, là cái này về dính chắc luôn rồi đó. À. Dính nhớ gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Nó mới cười đây bây giờ qua cái cọc này nha. Chuyển sang chương 2. Chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này á, là tụi em phải nói hết. Để làm chi biết không? Mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh, có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những tâm sự của mình. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Không chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Trời ơi, em có gì lau mắt. Cho xin miếng giấy mấy đứa ơi. Trời, tự nhiên nó ướt quá. Ừ. Lên luôn đi, dậm dậm luôn đi con. Dậm đi, em cứ ấy cho xong đi. Nó không có lem đâu, em chỉ cần tí nữa lấy số điện thoại em gửi cho bác sĩ Sông Hà. Cô ngày xưa là làm bên Từ Vũ, cô rất là giỏi, cô đã từng trị rất là nhiều cặp cái muộn rồi. Cái đứa của chị là chị thụ thai trong ống nghiệm đó. Vâng. Tại vì lúc đó chị biết là mình lớn rồi, mình lớn rồi, mình sẽ không thể nào mà khi sanh ra là nó sẽ rất yếu, mình nuôi nó rất là cực. Cho nên là chị làm cái phương pháp đó, mà chị nói thiệt với em, trời ơi con biết ngô nhà chị là bằng hai đứa kia cộng lại ra nhỏ đó. Biết ngô dễ sợ, vừa khôn vừa thông minh mà cha mẹ có nhiêu cái đẹp nó lấy hết. Em nói cỡ 100 năm sau thế giới là người toàn thứ dữ không á. Tại nó bắt những thành phần ưu tú đúng ra rồi, không? Ưu tú hết. Đó, rồi. Xong chưa bé? Được rồi đó, ok rồi đó nha. Rồi. Để sau lưng em luôn, để sau lưng em nhét sau lưng á. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đến phần thứ nhì đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua chương mới ha. Bây giờ giống như chị Vân nói lúc nãy, bây giờ hai vợ chồng trong quá trình sống với nhau có cái gì chưa hài lòng nhau, hay mong mỏi vợ mình hay chồng mình thay đổi cái gì thì cứ chia sẻ thật lòng hết. Để em nó nhẹ lòng ra để tối nay có con. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, em nói đi. Chồng em thì em cũng không có gì không hài lòng, bởi vì là nếu như bình thường ấy thì có thể là mọi người hay buồn vì chồng mải chơi, chồng đi đâu đó về muộn hay là bia rượu gì đó, bạn bè gì đó, nhưng mà chồng em thì lại không có những cái đấy. Thường là thích ở nhà với vợ. Đó, chứ còn cũng chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời đúng không? Không có ít nói, không có chia sẻ với vợ đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy hả anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy. Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ. Muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái với việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc là nghĩ là chị có nhiều việc đúng không? Giờ còn cái gì nữa không em? Em thì cũng chỉ thấy là như thế thôi ạ. Tại vì ở suốt 12 năm thì em cũng không thấy có cái gì nó đáng là để em phải nói là chồng em phải sửa cả. Nhưng mà bây giờ em tự gọi là em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Vậy em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Ừ. À, sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Rồi em có biết những người bạn thân của chồng không? Có chị ạ. Có biết từ những người từ ngày đại học và bạn bè bây giờ, tất cả mọi mối quan hệ thì vợ chồng đều chia sẻ với nhau những cái đấy. Có bao giờ em ghen cái chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có một cái gì để mà em ghen hết. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng không đi làm chiều về với vợ rồi chị ạ. Là không có em gái mưa gái nắng gì luôn á, đúng không? Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Tức là sao, một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi, em làm đừng gì cứ nghĩ xấu đàn ông ta. Đây rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà nói, em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả? Em chị nghe thì có vẻ tiếc nuối. Tại sao vậy? Tức là tự em không cho em cơ hội hay là vợ em không cho em cơ hội đó? Đâu, đấy là em nói thế thôi chứ còn thực chất đấy nó không phải là cơ hội chị ạ. Mà là nếu muốn em nói thiệt nha, 100.000 lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Mà vợ chồng em có hay dỗi hờn không?
chồng em không không, không dỗi hờn với em luôn. Vâng, có thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi, xong sau đấy lại tự hết dỗi. Nó trải qua nhanh quá, em cũng không hiểu lý do, em không biết quá trình nữa. Ồ, vậy rồi à. Có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì em. Bừa bộn thì phải đây chị ạ. À, đây đấy là em ạ. Đây không bừa bộn luôn. Dạ. Ờ. Rất là ngăn nắp gọn gàng ạ. Đây là đồ của em ạ. Chỉ có một cái duy nhất là hay dỗi. Không, không dỗi, thích chia sẻ nhiều. Không chia sẻ kịp lời á, không chịu nói. Nhưng mà có dỗi nữa đâu, em thử ví dụ coi. Có một cái em kể một cái dỗi gì với vợ em mà vợ em không biết là em dỗi gì, tức là không đoán ý được em luôn á. Là ví dụ đi. Em còn nhớ không? Không chị ạ. Nói chung là những cái đấy kiểu nó nhỏ nhặt ấy, mình nó không để trong đầu làm gì cả. Dễ em cảm hả? Thấy thế. Vâng. Thôi giờ là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè? Không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn đấy. À. Gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Chị thấy không? Trời ơi. Một người phụ nữ mà không làm việc nhà. Ừ, đấy, thế chứ là... ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. À. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà? Chị em nói chị nghe coi. À không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh ấy chị. Là nhiều việc quá đúng không? Ừ. Thí dụ như cũng có thể là nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc, cũng có lúc rảnh. Nhưng mà cái thói việc... quen, cái thói quen đấy nào là thói quen rồi chị. Là trốn việc luôn đó. Thói quen không làm việc nhà là đúng không? Kiểu từ nhỏ ấy. Đó, không phải từ nhỏ. Lúc em ở với bố mẹ em thì em có phải làm việc nhà, đấy. em cũng có phải làm đấy. Thế nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi. Đấy lại cái là thế xong cái ngày một cái hôm nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ. Bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ? Phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Thì tự cho mình một cái quyền là coi như là không làm luôn. Không phải là cho mình cái quyền đâu ạ. Mà tại vì từ ngày yêu nhau ấy là tất cả những cái việc đấy là chồng em đã làm rồi. Em hiểu cái đó. À. Tại vì hầu như tất cả những cái đó mình làm rồi. Cái cô ấy cứ định hình à sau thôi đó để là em chồng định làm. Cái mình không làm nữa. Em mặc định cái việc đó là chồng em sẽ làm giúp cho em ấy. Em bị giống anh đó anh Vinh. Lau nhà, quét nhà, cái gì toàn là em làm không. Đúng rồi. Bừa bộn đồ đạc cũng này nọ. Vợ em vẫn có làm chứ không phải là như em. Dạ. Nhưng mà khi nào một đống chân dần rồi mà em đi quay liên tục 3-4 ngày em nói ngày mai vợ dọn nha, chồng thấy chồng nhiều lắm rồi đó. Đó mới bắt đầu mới em đi quay rồi ở nhà mới bắt đầu dọn gọn gàng lại. Có bao giờ em rơi vào trường hợp đó chưa? Tức là chồng nói là thôi anh bận lắm không ơi, em làm đi. Là có làm chưa? Em cũng có nếu mà em nhớ được. Nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Chồng em cứ nói xong rồi em quên. Điều có thể là ngập nguội ra. Ừ. Có thể là ngập nguội ra ngay trước mắt đấy chị. Ừ. À, nhưng mà vẫn bảo là quên được. Quên đấy, ừ, nhìn thế này mà quên. Không chấp nhận được rồi. Ừ. Em nghĩ là chắc là chỉ có chồng em chấp nhận được em thôi. À. Anh ơi, sao nhà bẩn thế anh nhở? Sao em không quét để em quên? Em thấy đâu mà em quên. Ừ, em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên. Đâu, nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy. Thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Thôi đôi lúc mình cũng nên làm đi để vận động tay chân coi như là mình tập thể dục cho nó khỏe. Đã, em có tập thể dục ấy, còn làm việc nhà em cũng không hiểu tại sao. Rất là lý do nha. Mình để xem ông chồng ông ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi Hiền. Đó em ước đi, bây giờ em ví dụ em tưởng tượng chị là bà bụt đi. Đó em ước thử đi. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chứ chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Nó chỉ cần là ví dụ đồ đạc mà không dùng nữa hoặc là đồ đạc làm dùng xong ấy thì cất gọn vào, không vứt bừa bộn nữa. Đấy ví dụ thế thôi. Là em chỉ cần thế thôi. Và... thế hai chồng có cãi nhau không? Có lúc nào cãi nhau không? Cũng có chứ chị. Nhưng mà ít. Cũng có. Chồng em thì ngày đầu tiên lấy nhau về sau một khoảng thời gian ấy thì chồng em cũng có nói về cái tật này của em. Thế xong rồi chồng em bảo là bây giờ nếu mà vợ không dọn được ấy thì ít nhất lấy cái gì ra thì để gọn lại cái đấy. Em cũng bảo chồng em là em chỉ bảo mỗi một câu đấy thôi mà từ sau đó đến bây giờ là chục năm rồi chồng em không nhắc lại chuyện đấy nữa. Không nhắc lại luôn. Dạ. Nhưng mà tức là tụi em ngoài cái việc đó ra thì có cái việc gì mà để cho tụi em cãi nhau không? Không. Không cãi nhau luôn. Ít lắm ạ. Thế á, rồi cái lần cãi nhau mà gọi là nặng nề nhất á là làm tới cái việc gì? Ví dụ như nặng nề nhất á thì là anh này anh tức quá anh quăng một món đồ ví dụ vậy, hay là em đá thúng đụng nia, hay là nói to kiểu như là mắng nhau á. Nặng nề nhất là cỡ nào? Có một lần là em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Em ra ngoài thuê nhà ở luôn? Dạ. Mấy ngày? Em ở một tháng ạ. Rồi lúc đó Hiền sao?
đợt mà vợ chuyển ra ngoài ông ý. Đúng rồi ạ. Nghĩa là khi đấy em à kiểu đợt đấy là kiểu bất đồng quan điểm ấy chị. Thế là em trước đấy là bọn em ở với nhà ngoại. Thế là xong là vợ em kiểu chuyển ở nhà ngoại, xong là vợ em kiểu muốn chuyển kinh doanh ra ngoài thành phố đấy. Thì em thì là em kiểu ngại đi lại vì em chuyển ra đấy thì em đi làm sẽ xa ấy. Thế là vợ em tự coi như là kiểu quyết là ra đấy, thế là vợ em đi. Và em tự chuyển ra đấy, xong là thuê nhà rồi để làm kinh doanh ở ngoài thành phố. Thế chứ còn em thì sao? Cái lúc đó em có lên xin lỗi vợ hay như thế nào không? Hay là ở nhà mình rồi làm cái gì? Cũng không phải là xin lỗi, mà là lúc đầu là em kiểu không đồng ý là đi xa thế thôi. Vì là đi lại thế thì mình đi lại nó cũng mười mấy cây ấy. Xong là đêm hôm nữa chẳng hạn thì nó lại vất vả cho cả hai vợ chồng. Thế là không, còn vợ em cứ ra ngoài ở thì là về sau là em cũng kiểu phải theo. Tức là sao em theo vợ em gì đúng không? Phải theo chứ chị. Vậy bây giờ cái công việc kinh doanh của bé là ở ngoài thành phố luôn hay là đã về lại rồi? Không ạ, thì bây giờ hai vợ chồng em cùng ở ngoài luôn rồi. Ở ngoài thành phố nó là cách cái khu vực chồng em làm khoảng hơn chục cây. Ý là hai bạn này ở với nhau mười mấy năm rồi. Dạ. 12 năm hết đúng không? 12 năm rồi. Mà eo ơi không cãi nhau này. Rồi eo ơi cãi nhau nhiều nhất là bạn này chỉ có đi ra thuê nhà ở, mà chẳng phải là vì cãi nhau đúng nữa rồi. Mà đi mình ra làm ăn rồi xong rồi bạn này đi theo bạn này ra lại rồi coi như không... Chị nói em nghe nè. Có nghĩa là tụi em hình dung không? Dạ. Cái cuộc sống hôn nhân kiểu như vậy á. Dạ. Thực sự nó cũng không thú vị đâu. Cái đó chị nói thiệt, giống như là cái tô bún suông ấy. Dạ. Có mỗi bún với nước trắng thôi. Chết, không hành, không ngọt, không tiêu, tỏi, ớt thì có mà chết. Lại không ra tô bún em ạ. Đấy, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng á, nó phải có hỉ nộ ái ố. Có thể là không phải là cãi nhau mà đập nhà đập cửa, nhưng mà nó phải có những cái xung đột, nó phải có những cái gọi là tranh luận, không những cái những nó cái có những cái vẫn có chị ạ. Hỉ nộ ái ố giận hờn, bởi vì sao cứ mỗi lần cái việc đó xảy ra xong rồi tụi em sẽ thấy yêu nhau hơn, hiểu nhau thực hơn. Sự hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Chứ còn nó cứ như cái mặt hồ phẳng lặng á, thì thực sự mà nói thì nó cũng phải dành cho những người chẳng hạn như là 60-70 rồi á. Thực sự có những các cặp các cụ nha 80 tuổi vẫn cãi nhau, vẫn anh em cãi nhau như thế, xong lại hòa, nhưng mà không có nhau là không ăn được, là phải chờ nhau về đã ăn. Đó, thì theo chị nha, tụi em nêm nếm vô xíu đi. Em bớt hiền đi, tên hiền, thường cái tên là ngược lại đó em. Rồi tên là, nhưng mà em là hiền thật, em tên hiền, em hiền thật em ạ. Em hơi giữ giữ tí đi. Bữa nào anh quá, dọn nhà cho tôi. Em giữ giữ đi cho nó ấy, cho nó thay đổi, ấy xong nó nhuận, rồi tự nhiên nó thấy, ô, chồng mình hôm nay sao này, ô. Đấy, thú vị lắm em. Lại không quen chị ạ. Đấy, cái không quen á, nó mới làm một cái sự mà gọi là sao ta? Mới mẻ. Trao đổi chất á, nó có những cái ngộ lắm em. Và chị không biết nói sao thôi, để bác sĩ của em nói cho bạn nghe. Đúng đó rồi. Tư vấn cho hai vợ chồng. Đã. Nha, chứ hiền lành lạc hậu quá là không được em ạ. Bây giờ em cứ phải fantasy lên cho chị. Nhá. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Chúc lại lần nữa đi em. Rồi. Chúc năm sau. Trong năm sau. Báo tin trong năm nay hoặc năm sau báo tin vui là hai chồng có baby. Dạ. Là quá hạnh phúc rồi nha. Rồi bây giờ mình đến phần gọi là kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn.